Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là điểm tin ngày 10 tháng 5 năm 2024. Quân đội Trung Quốc nói đã xua một khu trục hạm của Mỹ áp sát Hoàng Sa. Cố vấn an ninh quốc gia Philippines kêu gọi trục xuất các nhà ngoại giao Trung Quốc. Vụ tai nạn xe VinFast làm 4 người chết ở Mỹ, có thể do hỏng hệ thống lái trước. Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tại Việt Nam cao ở mức 11%. Tiền ký quỹ của gần 3.200 lao động ở lại Hàn Quốc trái phép sẽ phải xử lý. Trung Quốc nói đã đuổi tàu chiến Mỹ đang áp sát quần đảo Hoàng Sa, trong khi phía Mỹ nói chỉ thực hiện quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết, hôm 10 tháng 5, họ đã theo dõi chặt và đuổi tàu USS Halsey khi nó đi vào lãnh hải của quần đảo Hoàng Sa. Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc khẳng định động thái của Mỹ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Đây là một bằng chứng sắt đá khác về quyền bá chủ hàng hải và quân sự hóa Biển Đông của nước này. Họ nói và cho biết thêm quân đội Trung Quốc sẽ luôn cảnh giác cao độ và bảo vệ an ninh quốc gia. Hải quân Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng tàu khu trục khẳng định các quyền và tự do hàng hải ở Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuyên bố cho biết tàu USS Halsey đã rời khỏi khu vực sau hoạt động trên và tiếp tục đi vào Biển Đông. Cố vấn an ninh quốc gia Philippines hôm 10 tháng 5 kêu gọi trục xuất các nhà ngoại giao Trung Quốc vì cáo buộc rò rỉ cuộc trò chuyện qua điện thoại với một đô đốc Philippines trong sự leo thang đáng kể các cuộc tranh chấp gay gắt trên Biển Đông. Ông Eduardo Ano cho biết trong một tuyên bố, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã dàn dựng nhiều hành động lôi kéo và phổ biến thông tin giả, sai lệch và xuyên tạc với mục đích gieo rắc sự bất hòa, chia rẽ và mất đoàn kết. Ông nói, không thể không trừng phạt những hành động đó bằng biện pháp mạnh tay. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về lời kêu gọi trục xuất các nhà ngoại giao. Văn phòng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Bộ Ngoại giao chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cùng ngày cho biết, Trung Quốc yêu cầu Philippines ngừng khiêu khích và cho phép các nhà ngoại giao Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ một cách bình thường. Ông Ano đang đề cập đến một bản tin trong tuần này về cáo buộc rò rỉ cuộc trò chuyện giữa một nhà ngoại giao Trung Quốc và một đô đốc Philippines thảo luận về tranh chấp ở Biển Đông. Trong đó có một bản ghi cho thấy đô đốc này đồng ý nhượng bộ với Trung Quốc. Theo bản ghi được tờ Manila Times công bố, vị đô đốc đã đồng ý với đề xuất của Trung Quốc về một mô hình mới, trong đó Philippines sẽ sử dụng ít tàu hơn trong các nhiệm vụ tiếp tế cho quân đội tại bãi cạn Second Thomas, bãi cỏ mây, đang tranh chấp và thông báo trước cho Bắc Kinh về các nhiệm vụ. Một khiếu nại đã được gửi lên Cơ quan Quản lý An toàn Quốc gia của Mỹ, làm dấy lên mối lo ngại rằng hệ thống lái của chiếc xe điện VinFast có thể đã bị trục trặc trước khi xảy ra vụ tai nạn làm chết 4 thành viên gia đình. Đài ABC7 San Francisco hôm 9 tháng 5 cho biết, hồ sơ từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia cho thấy, vài ngày sau vụ tai nạn, có người đã nộp đơn khiếu nại nhà sản xuất ô tô điện VinFast với các chi tiết có vẻ như trùng khớp với vụ tai nạn ở Flushington 3 tuần trước. Người viết đơn khiếu nại vào ngày 29 tháng 4 cho biết họ là chủ sở hữu chiếc xe và ngày 25 tháng 4 cho đồng nghiệp mượn lái dẫn đến tai nạn. Trước khi xảy ra vụ va chạm, chiếc xe gặp sự cố, trong đó vô lăng tự động đánh lái sang bên phải. Sự cố xảy ra khi tính năng hỗ trợ làn đường được bật và nó sẽ tự động di chuyển vô lăng, đơn khiếu nại nêu rõ. Đơn khiếu nại tiếp tục bày tỏ mối lo ngại rằng hệ thống lái tái phát lỗi vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn chết người. Hãng xe VinFast trong một tuyên bố gửi đài ABC7 địa phương nói rằng VinFast đã biết về vụ tai nạn thương tâm này ở Lexington và chúng tôi xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với gia đình họ. Hiện có chừng 1.400.000 thanh niên ở độ tuổi từ 15 đến 24 bị thất nghiệp, không có việc làm và không tham gia học tập, chiếm tỷ lệ 11% tổng số thanh niên trên cả nước. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam công bố số liệu vừa nêu và cho biết thêm tỷ lệ thanh niên nông thôn thất nghiệp là 12,8% và thanh niên thành thị là 8,3%. Trong quý 1/2024, tổng số lao động trong độ tuổi từ 15 trở lên tại Việt Nam ước tính là 52.400.000 người, giảm hơn 137.000 người so với quý 4 năm 2023.
Cũng theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam, thì tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 68,5%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với quý 4 2023 và so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý 1 năm 2024, thu nhập bình quân mỗi tháng của người lao động tại Việt Nam được tổng kết là 7 triệu 600 nghìn đồng, tăng hơn 300 nghìn đồng so với quý 4 năm 2023 và tăng gần 550 nghìn đồng so với cả năm 2023. Những tồn tại của lao động Việt Nam được cho biết là chất lượng còn hạn chế, chưa đáp ứng cho nhu cầu lao động của thị trường hiện nay. Gần 38 triệu lao động tại Việt Nam chưa qua đào tạo từ sơ cấp trở lên. Trung tâm Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam vào ngày 7 tháng 5 thông báo danh sách của gần 3.200 lao động phải chịu xử lý tiền ký quỹ. Lý do vì những người trong danh sách này đã tự ý ở lại Hàn Quốc trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Danh sách vừa nêu được lập dựa trên thông tin do cơ quan chức năng Hàn Quốc cung cấp, kết quả xác minh của Sở Lao động Thương binh Xã hội các tỉnh, thành phố và kết quả tiếp nhận, đăng ký thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng của người lao động. Trung tâm Lao động Ngoài nước cho biết sau khi danh sách được công bố, những người lao động nào muốn khiếu nại phải tiến hành việc này trong vòng 10 ngày. Sau đó, Trung tâm Lao động Ngoài nước sẽ đơn phương thanh lý hợp đồng và thông báo với Ngân hàng Chính sách Xã hội để xử lý khoản tiền ký quỹ 100 triệu đồng trước khi sang Hàn Quốc làm việc theo quy định. Số tiền xử lý đối với những trường hợp bỏ hợp đồng, không về nước sau khi hết hạn sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh, nơi người lao động cư trú trước khi đi, để hỗ trợ chính sách giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của địa phương. Việt Nam trong năm 2023 đưa sang Hàn Quốc làm việc 11.626 lao động. Thu nhập bình quân hàng tháng cho mỗi lao động là từ 1.500 đến 2.000 đô la. Hẹn gặp lại quý vị trong điểm tin tuần sau. Chúc quý vị một buổi tối bình an.